Danh ca Ngọc Sơn tuyên bố thẳng khi bị so sánh với Trấn Thành, nói một câu khiến netizen nể phục. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 4 tiếp tục lên sóng, năm nay với sự thay đổi lớn ở vị trí giám khảo. Trấn Thành vắng mặt, thay vào đó là danh ca Ngọc Sơn ngồi cùng ca sĩ Võ Họa Trâm. Dù thiếu gương mặt ăn khách, nhưng chương trình vẫn được đón nhận vì tính nhân văn nó mang lại. Với format giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, Hát Mãi Ước Mơ được rất nhiều khán giả yêu mến. Vừa qua, trong buổi ra mắt mùa 4, Ngọc Sơn không khỏi xúc động khi xem trailer của chương trình. Anh cho biết mình không thể kìm được nước mắt trước những mảnh đời bất hạnh. Trong quá trình làm giám khảo, không biết bao nhiêu lần ông Hoàng Nhạc Xến nghẹn ngào bật khóc ngay trên trường quay. Đến với Hát Mãi Ước Mơ, Ngọc Xuân luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng đồng cảm, thấu hiểu người chơi chứ không chỉ đơn thuần là làm giám khảo. Dù làm rất tốt ở vị trí giám khảo, nhưng Ngọc Sơn cũng phải nhận rất nhiều lời so sánh với người cũ là Trấn Thành. Trong buổi họp báo vừa qua, nam danh ca đã thẳng thắn đưa ra quan điểm về chuyện này. Anh nói, ngày xưa tới giờ, áp lực cũng nhiều lắm rồi, gặp nhiều áp lực rồi nên giờ có bị so sánh hay không cũng không ảnh hưởng gì. Nếu có bị chê bai, Ngọc Sơn sẽ tự trách mình chứ không trách người. Nếu mình có dở thì người ta mới chê, đâu ai rảnh mà tự nhiên đi chê mình. Nếu như ai thì mình nhận khuyết điểm và cố gắng hơn. Nếu mình có được thì mình mừng, được đại gia đình chia sẻ và ủng hộ cho mình thêm. Người ta đâu có rảnh mà cho mình những chê bai này nọ, chắc mình chưa tốt nên mới bị mọi người chê. Đáng chú ý không kém, Ngọc Sơn tiết lộ tình hình kinh tế của mình không còn tốt như trước. Việc xúc tiền chữa bệnh cho mẹ, cộng thêm váng xô trong mùa dịch, khiến nam danh hài nhiều lần phải mượn tiền Võ Họa Trâm để hỗ trợ thí sinh. Dù vậy, anh vẫn không nghĩ đây là vấn đề quá lớn, bởi mình sẽ chạy xô trả tiền đàn em sau. Ông Hoàng Nhạc Thến gây xúc động khi tuyên bố sẽ cố gắng chạy xô để kiếm tiền về làm chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Anh xác định mình tham gia không phải để đi hát, mà đi làm từ thiện. Có mặt trong họp báo, MC Đại Nghĩa cho biết anh từng rất bất ngờ khi Ngọc Sơn nhận lời tham gia chương trình. Anh cũng như ekip đều nhận ra nhiều điều trong quá trình thực hiện show này. Mình còn quá may mắn, còn quá nhiều hạnh phúc khi mỗi ngày chúng ta mở mắt ra vẫn còn nhìn thấy nhau nguyên vẹn như thế này. Chúng ta vẫn nhìn thấy nhau một cách lành lặn, khỏe mạnh, thông minh, xinh đẹp như thế để chúng ta biết được giá trị của cuộc sống này và cái ý nghĩa của chúng ta trong cuộc sống này như thế nào. Cần phải chia sẻ những yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.